Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Evodev của mình ha. Trong video ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về HSL Color. Bình thường khi các bạn dùng thuộc tính Color, Background Color hay là Color đúng không? Thì các bạn thông thường thì các bạn sẽ dùng mã màu là Hexa hoặc là RGB, RGBA tức là có thêm Alpha tức là Opacity đúng không? Đó, thì ở video này thì mình sẽ giải thích cho các bạn về HSL ha. Đó, còn đọc đọc tiếng Việt là HSL. Đó. Thì tại sao chúng ta nên dùng cái này và cái này có những cái lợi thế gì? Thì gần đây á, mình có nhận được một vài vấn đề mấy bạn hỏi là khi làm một cái dự án thực tế ha, dự án thực tế thì nó có rất là nhiều màu, chẳng lẽ chúng ta phải khai báo biến cho toàn bộ các màu đó hay sao? Giả sử cái màu chủ đạo nó thay đổi thành màu khác thì làm sao để tất cả những cái màu kia nó thay đổi theo? Đó, thì để giải quyết vấn đề đó thì chúng ta sẽ sử dụng HSL. Ví dụ như các bạn thấy cái thiết kế ở đây ha, là cái Gold Cast này nó sẽ có là màu chủ đạo là Primary, Secondary, Support, Support 1, Support 2 và Dark Gray. Đó. Thì nó sẽ có màu chủ đạo ở đây và những cái màu đi kèm với nó là những cái màu dựa vào màu chủ đạo, nhưng mà cái màu nó khác đi, giả sử nó lạt dần hay là nó đậm dần. Đó. Thì khi mà chúng ta thay đổi màu chủ đạo thì tất cả những cái này nó sẽ thay đổi theo. Đó, đó là câu hỏi mà bạn đã đặt ra. Đó, chứ nếu mà đặt biến 1, biến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ở 19 biến cho cái này, 19 biến cho cái này, 19 biến này thì nó rất là dài. Rồi thì chúng ta sẽ quay lại HTML ở đây ha. Ở đây á, thì mình sẽ code một cái khối đơn giản thôi, mình sẽ code là boxes ha, boxes list. Và mình sẽ có là boxes item đơn giản thôi ha. Rồi mình sẽ có là boxes get list là MR center gạt tầm 20 pixel đi. Rồi boxes get item width là tầm 100 pixel và aspect ratio là 1, tức là nó sẽ ra hình vuông. Nó sẽ ra hình vuông. Rồi mình sẽ code cho body padding tầm 20 pixel cho nó khỏi dính lề thôi chứ không có gì cả. Ra ngoài thì chúng ta chưa thấy gì hết tại vì chúng ta chưa có style cho nó ha. Rồi thì mình sẽ cho nó một cái màu, ví dụ background color là màu C purple. Và ở trong Visual Code thì chúng ta có thể đưa vào đây và bấm vào trên này để bấm chuyển qua HSL đây ha, thì mình sẽ dùng HSL như thế này đó, và mình sẽ lấy màu chủ đạo của cái thiết kế này là cái này, bấm vào đây trong Figma ha, bấm vào đây thì đây là cái thiết kế của mình thì mình tải trên mạng thôi đó. Thì mình bấm vào đây ha và mình sẽ, các bạn có thể làm tương tự với dự án của các bạn nha, có dự án nào đó sử dụng Figma mà có style guide người ta thiết kế như thế này này đó. Bấm vào inspect thì lấy cái mã màu của nó. Thì mình sẽ chọn vào đây là HSL ha. Thì mình sẽ copy cái này và mình sẽ bỏ nó vào đây. HSL thì nó giống như là bên RGB sẽ có là RGBA, RGB thì bên này cũng vậy, có HSL và HSLA ha. A là viết tắt của alpha. Thì lúc này mình sẽ được cái màu tím mà các bạn sẽ thấy ở đây ha. Mình sẽ thêm cái là rounded. Cho nó bao góc tí cho nó đẹp. Thì mình sẽ được một cái màu tím, tức là màu chủ đạo đây như thế này. Thì HSL nó hoạt động như thế nào? Nó hoạt động như thế nào thì chúng ta sẽ gọi ra từng cái HSL. H á, là nó sẽ viết tắt của hue, S á, là saturation và L á, là light ha. Hue tức là cái dải màu, các bạn hiểu đơn giản là nó sẽ là giống như ở trong bảy sắc cầu vồng á, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím á. Đó, thì nó sẽ là một cái vòng tròn từ 0 đến 360 độ. Thì ở đây nếu mà không nhớ thì chúng ta có thể vào Google, chúng ta sẽ gõ hue color. Đó thì nó sẽ ra một cái hình tròn cho các bạn thấy ở đây. Tức là từ 0 đến 360 độ ha. Đó, nó sẽ có những cái dải màu như thế này. Mình kiếm cái hình nào to to cho các bạn xem. Đó, nó sẽ có một cái hình giống vậy này. Đây, thì là 0 độ đây ha, 60 độ nó sẽ là màu vàng. Không, ấy, xin lỗi, 0 độ thì nó là màu đỏ. 300 độ là màu tím này. Ở 240 độ là màu xanh dương, 180 độ là màu xanh lam. Thì mình sẽ có là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím ha. Đỏ, cam, vàng, lục, lam này. Từ bên này qua này, cái hình này nó vẽ sai á, tức là từ bên này qua này. Đỏ này, cam này, vàng này, lục này, lục là màu xanh lá. Lam là màu xanh dương, xanh là xanh dương mà xanh dương kiểu này. Lam này đó ha, nó sẽ ra màu xanh dương lợt, màu xanh dương đậm, tím này. Đó. Thì chúng ta chỉ cần nhớ là không là màu đỏ. Không cần phải nhớ hết tất cả đâu tại vì cái dải màu nó rất là nhiều, tại vì từ cái dải màu này nó tạo ra được rất là nhiều màu khác. Thì chúng ta sẽ biết là được ở đây là huề. Đó, là màu từ 0 đến 200 từ 0 đến 360 độ đúng không? Đó. Còn saturation á, saturation có nghĩa là độ tương phản. Độ tương phản thì nó sẽ chạy từ 0 tới 100%.
Tức là nếu mà là không á thì nó trở thành màu xám, còn nếu là 100% á thì cái màu nó sẽ rất là sáng. Thì mình sẽ mở thực tế cho các bạn xem. Mình sẽ bấm vào đây ha, mình sẽ thay đổi từng giá trị trong đó để cho các bạn thấy. À, ví dụ ở đây khi mà mình nói là cái không độ ha, không độ đi. Mình sẽ chỉnh này, chỗ này là không này. Thì các bạn sẽ thấy nó thành màu đỏ, thấy chưa? Rồi. À, cái này cái tiếp theo á là saturation, tức là độ tương phản. Ví dụ mình để là không phần mình sẽ giảm xuống 0% cho các bạn xem thì nó trở thành màu xám. Đó. Thấy không? Tức là khi chúng ta dùng cái này á, nó có một cái lợi đó chính là chúng ta hiểu được thông số của những cái này thì chúng ta sẽ biết được à khi chúng ta điền vào những giá trị như vậy thì nó sẽ ra được kết quả như thế nào luôn. Còn khi các bạn dùng mã màu RGB hay là hexa đi, các bạn nhìn vào các bạn đâu biết nó màu gì đâu. Đó, thì các bạn chỉ biết là nó là cái mã màu vậy thôi. Rồi khi nó có những cái extension nó gửi màu thì các bạn mới biết nó là màu gì thôi. Chứ nếu không có thì chắc các bạn sẽ không biết. Nhưng nếu HSL á, thì chúng ta sẽ biết được là à H là viết tắt của Hue, S là Saturation, L là Light. Đó, thì chúng ta sẽ biết được là à không, không lúc này chắc là màu đỏ này. Rồi Saturation 0% thì lúc này nó thành màu xám này. Còn nếu các bạn để 100% á thì cái màu của nó sẽ rất là rực ha. Tức là saturation càng lớn thì nó sẽ rất là rực, càng nhỏ thì nó sẽ thành à, càng càng mờ đi à, càng xám đi. Còn cái thứ ba đó chính là light, tức là độ sáng. Nếu mà về không á thì nó trở thành màu đen. Các bạn sẽ thấy mình kéo về không này thì nó sẽ thành màu đen đó. Còn nếu mà mình kéo tới 100% ha, 100% thì nó sẽ thà là thành màu trắng, thì màu lúc này các bạn không thấy gì cả. Thì chúng ta nhìn vào cái thông số mà chúng ta điền vào, chúng ta sẽ biết được là à đây là mã màu màu đỏ này, hoặc không độ này, không độ là màu đỏ này, saturation là 100% thì lúc cái màu nó rất là rực. Tuy nhiên ở đây nó là nó không có thấy tại vì nó là trùng với màu nền, tại vì đây là 100% light cho nên chúng ta không thấy. Giả sử mình giảm light xuống đến tầm 50 đi thì lúc này chúng ta sẽ thấy à đây là một cái màu đỏ rất là rực. Đó là chúng ta nhìn vào những cái số này chúng ta biết nó là màu gì luôn mà không cần phải nhìn vào những cái gửi từ extension, ví dụ như color highlight để nó gửi màu cho chúng ta. Đó. Thì cái này á nó sẽ có ích. Cái vấn đề là khi nãy mình nói là nó sẽ tạo ra nhiều cái color palette khi mà chúng ta làm việc với lại nhiều màu. Thì cái cuối cùng là alpha là opacity thôi, tùy các bạn đi không thì không thấy gì. 0.5 thì nó sẽ mờ đi một chút. Cái này là opacity thì chắc các bạn cũng biết rồi. Đó. Thì khi chúng ta dựa vào cái đó ha, ví dụ này. Mình sẽ tạo một cái màu chủ đạo đúng không? Mình sẽ lưu ở trong HTML, tức là trong root á. Mình sẽ tạo cái biến. Mình sẽ đặt nó là primary. Primary gạch H. H là viết tắt của Hue đúng không? Thì cái này là 248, mình sẽ để vào đây 248. Rồi mình đặt tiếp biến primary gạch S là 57, 57%. Rồi mình sẽ đặt là primary gạch line là 60%. Như thế này. Được chưa? Tức là mình sẽ tạo ba cái biến là primary hash là Hue này, saturation và line. Thì khi mà mình sử dụng á, khi mà mình sử dụng đúng không? Thì mình sẽ cần viết như thế này. Nó sẽ viết hơi dài một chút nhưng mà nó sẽ có lợi về sau ha, khi các bạn muốn mở rộng ra. Bây giờ sự mình có là boxed item đúng không? Hoặc là mình sẽ đặt cho nó là mình sẽ đặt là cái này, và mình sẽ đặt thêm một cái class nữa là boxes gạch primary đi nha, sẽ primary. Rồi mình sẽ đặt cái class là rồi, mình sẽ copy thêm một cái nữa nhưng mà không phải đặt là primary mà mình đặt là mình sẽ dựa vào cái color palette ở đây. Giả sử mình nói là cái thằng này đi, thằng này gọi là say một này ha, say một thì mình đặt nó là say một, mình đặt cái tên thôi. Say một ví dụ như thế này thì cái chỗ thằng boxed primary á đó mình sẽ có là background color là HSL đúng không, và primary H này rồi, và primary S này, và primary là gì, là L ha. Đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy mình sẽ được kết quả giống khi nãy, nhưng mà mình tạo thêm một khối nữa rồi, cái khối kia đúng không. Đó, thì mình có thể làm gì, mình có thể đưa cái này lên đây để chung luôn. Thì khi các bạn để chung thì tất cả những chỗ nào có thì nó sẽ bị ảnh hưởng như thế này, thì chắc chắn là hai này nó sẽ giống nhau đúng không, hai này nó sẽ giống nhau. Nhưng mà mình muốn cái boxes là xây một á là nó màu nó khác đi, màu nó khác đi thì lúc này mình xem thông số ở trong design chúng ta xem ha. Cái này á là với cái này nè, cái này là 248 ha, đĩ này Huề là 248, cái này cũng 248 giống nhau không thay đổi. Rồi cái này Huề saturation là 57%, cái này á là bao nhiêu cũng là 57% không thay đổi. Rồi cái này á line là 60%, còn cái này line bao nhiêu, cái này line 64. Thì lúc này mình chỉ cần đổi cái biến lại thôi, thì biến ở trong CSS mình đã dạy rồi ở trên YouTube rồi. Thì lúc này mình tạo ra một cái biến giống như biến ở trong root thì nó sẽ đè cái biến đó, thì mình sẽ sửa lại cái chỗ này thành 64, 64 nè. Đó, thì khi mà mình sửa lại cái biến chỗ này 64 cho cái class là boss say một này thì nó sẽ được kết quả mà mình mong đợi ở đây. Đó.
Thì lúc này các bạn sẽ giải quyết được vấn đề đó, chính là nếu mà nhiều màu quá thì không cần phải đặt nhiều biến, chỉ cần khai báo ba cái huệ saturation và light cho cái primary thôi, còn những cái tùy biến còn lại thì chúng ta sẽ dựa vào cái biến đó chúng ta ghi đè vào cái root thì nó sẽ được kết quả mà chúng ta muốn mà không cần phải tạo nhiều biến đó. Ví dụ như cái này mình sẽ nói cái màu này rồi, nó là 245 đúng không, 245 này khác hẳn toàn luôn đúng không, 245 60 và 96% đúng không, thì mình sẽ viết lại một cái nữa. Giả sử đây là xây số mấy đây, mình xem là xây số mấy đây, xây 9 đúng không, xây 9, xây 9. Các bạn thấy chớp không, tại vì chuyển qua chuyển lại giữa hai cái tab trong MacBook thôi chứ không có gì đâu. Rồi mình sẽ đặt là boss sẽ xây 9 nè đó, thì nó sẽ có những cái thông số gì, 245 60 96 đúng không, ok 245 60 96 mình nhớ rồi, 245 60 và 96 mình sẽ copy trên này xuống. Và mình sửa lại thôi, 245 60 và 96 thì lúc này mình sẽ được kết quả mà các bạn mong đợi ở đây đó. Tức là mình sẽ phụ thuộc vào ba cái biến ban đầu của cái primary, thì mình nói ha, giả sử qua secondary thì nó sẽ có cái này, thì chúng ta sẽ khai báo là secondary hat là huê là 341, secondary saturation là 100% và secondary là light là 82%, rồi dựa vào đó chúng ta sẽ làm cho những cái còn lại. Và cái này nó rất là khỏe mà không cần phải tạo nhiều biến, chúng ta chỉ cần ghi đề thôi. Thì khi chúng ta sử dụng cái HSL này á tốt á, thì làm việc với mã màu rất là khỏe, chúng ta có thể chỉnh nó sáng lên, chỉnh nó tối đi, chỉnh nó rực hơn hoặc là chỉnh nó không rực nữa, hoặc là tăng giảm độ sáng, tăng giảm saturation, tăng giảm cái mã màu. Ví dụ chúng ta đổi từ màu tím sang màu hồng, nó sẽ chỉ cần đổi là cái huê thôi, tại vì chúng ta biết được là không độ là màu đỏ. Các bạn nhớ là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, các bạn chia cho 360 độ thì các bạn có thể hình dung được trong đầu nó là màu gì rồi đó. Đó thì nếu khó có thể chúng ta có thể mở Google lên là huê color thì chúng ta sẽ biết được nó màu gì thôi. Ví dụ mình quay lại đây, không, mình sẽ thấy là không độ là màu đỏ rồi, màu xanh lá là 120 đúng không, thì mình có thể test vào giao diện, chúng ta có thể để đây nè đó, chúng ta để là 120 thử, chúng ta để là 120 này. Các bạn thấy không, nó đổi thành màu xanh lá đó, thì cái chỗ này nó cũng sẽ chạy theo luôn, nó cũng sẽ chạy theo cái màu đó luôn, tại cái này nó rất là mờ. Nó mờ lắm nên cho nên là lúc này nó sẽ ra được kết quả như thế này đó. Giả sử như là không phải 245 là 120 đi, các bạn thấy không, đó nó sẽ ra là màu màu xanh lá ha. Còn nếu các bạn muốn mà phụ thuộc vào cái màu này luôn á, thì các bạn có thể tính các bạn sẽ lấy cái đó đúng không, cái này là đại sử nó là 120 thì các bạn lấy cái đó cộng thêm mấy đó chẳng hạn, ví dụ như vậy thì nó sẽ ra một cái màu mà các bạn muốn thì như thế ha. Còn không thì các bạn cứ code theo thiết kế thôi, design thiết kế style guide như thế nào thì mình sẽ làm như vậy, thì lúc này mình sẽ được kết quả mong đợi. 120 sẽ là màu xanh lá này, rồi giả sử mình muốn màu tím này, mình thấy là tầm là 200, tầm là gần 300 đó, thì mới thể sửa lại là chỗ này tầm 300 đó, thì các bạn sẽ thấy là màu tím, nó sẽ qua là màu tím. Còn cái xây này á, là do là nó xa quá, nó cái giá trị nó khác hoàn toàn luôn, cho nên là mình để là 120 nên là nó sẽ ra là màu màu xanh lá ha. Nhưng mà chúng ta có thể tính lại được luôn, chúng ta có thể dùng calculate ha. Calculate đó mình sẽ dùng là va thử thôi ha, primary gạch h 120 mà cộng cho mấy, cộng cho 100 đi, 100 h là bao nhiêu ở đây nó không có đúng không, tại vì nó gọi cho chính nó thì không được, nó define tại vì mình đã ghi đề rồi cho nên là lúc này không được, cho nên là nếu muốn làm thì chắc mình phải tạo một cái biến khác, primary gạch h tức là chính nó thì gọi thì không có được ha. Đó. Thì không được, cái mình đang thử ví dụ thôi nhưng mà chắc là không được rồi, tại vì mình đang gọi cho chính nó cho nên là nó sẽ không có tồn tại. Vậy thôi cần z lại thôi đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó rất là tuyệt vời ha. Còn nếu các bạn dùng Hexa chắc chắn là sẽ không làm được việc đó đâu, các bạn phải khai báo từng biến một cho từng cái luôn và như vậy nó sẽ rất là cực ha. Ok thì cái video về cái mã màu HSL á thì nó chỉ có như vậy thôi, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong những cái công việc các bạn làm sắp tới ha.